khi bạn là con nhà giàu. Bạn sẽ cảm thấy mình làm gì cũng không cần nghĩ đến hậu quả. Vâng, và chào đón đến với cuộc sống của Mai. Nhưng nó sắp thay đổi rồi. Từ khi sinh ra đến giờ, Mai đã bị chiều hư. Ăn trộm chìa khóa xe của bố chỉ là chuyện vặt với anh chàng. Cậu chàng còn làm những việc ghê hơn kìa. Anh chàng thích khoe khoang về độ giàu có của mình. Và hôm nay là cơ hội tuyệt vời để thể hiện. Vì anh chàng chuyển đến trường mới hôm nay mà. Điều này đồng nghĩa với việc cậu phải gây ấn tượng với bạn cùng lớp. Nhưng mà cậu chàng trông khó ở quá. Mai, cậu không thích trường mới sao? Nó không sang chảnh như cậu muốn có phải không? Giờ thì cậu gặp rắc rối chắc rồi. Các cậu còn nhớ bọn tớ đã nói Mai đã làm những việc tồi tệ hơn là ăn trộm chìa khóa xe chứ? Đây là một vài ví dụ đây. Vâng, Mai đã bị chiều hư, rất hư ấy từ lúc cậu chàng sinh ra. Cậu chàng không có ý thức gì về việc cái gì đáng giá. Tốc độ đốt tiền của anh chàng nhanh hơn ba mẹ cậu có thể kiếm ra tiền. Thêm vào đó, Mai cũng không biết cách cư xử chút nào. Anh chàng đã quen với việc dùng tiền để thu hút sự chú ý. Thế nên ba mẹ cậu đã quyết định dạy cậu một bài học. Anh chàng phải thay đổi. Nhưng lại không biết chuyện gì đang chờ đón đây. Chào mừng đến với cuộc sống của nửa thế giới còn lại, Mai. Đây là Nick. Cậu không hề hay biết ai sẽ là bạn cùng phòng của mình. Nick chỉ là một chàng trai bình thường. Có vẻ như Mai đã coi Nick là người hầu của mình. Nick, cậu phải dạy cho Mai biết luật lệ của ký túc thôi. Nhìn xem anh chàng tức giận thế nào kìa. Anh chàng sẽ tố cáo với người quản lý ký túc. Cậu nghĩ ông ấy sẽ đứng về phe cậu à? Cư xử như thế đi, cậu sẽ không bao giờ mua chuộc được ông ấy đâu. Luật lệ là cho mọi người. Hai người một phòng. No. Không có ngoại lệ đâu nha. Cậu có giàu cũng vậy thôi. Lại là Nick đây. Mai không chỉ là bạn cùng phòng mà giờ còn là bạn cùng lớp của cậu. Nhìn đi, giờ Mai sẽ được giới thiệu với cả lớp. Sao em lại trông tức giận vậy chứ? Vẫy chào bạn mới của mình đi nào. Mai, đây là bạn cùng lớp của em. Các em, đây là Mai. Kể từ giờ Mai sẽ học với chúng ta. Chào mừng đến với trường Trương Trương. Ngồi đi nào. Nick không mấy vui vẻ gặp lại cậu sau lần gặp đầu tiên ấy. Yes. Nhưng Nick sẽ phải chung đường với Mai còn hơn thế. Và cậu phải dẫn anh chàng tham quan trường. Tủ đồ là nơi lý tưởng để bắt đầu chuyến tham quan. Mai, đây là nơi bọn mình để đồ cần cho tiết học nè. Giống như cậu có tủ an toàn ở nhà. Nhưng cái này chỉ dành cho việc học. Không, nó không điều khiển bằng vân tay hay vỗ tay đâu. Nó chỉ phản ứng với tác động vật lý. Như vậy đó. Bắt lấy nó giữa không trung. Nó không phải lúc nào cũng được hết đâu. Nhưng bọn mình không còn lựa chọn khác. Nói đúng ra thì đó là tủ đồ của Rudy. Cậu dùng tiền để đền cho sự hỏng hóc hả? Tuyệt đó. Please. Okay. Come on. Mai, sao trông cậu lo lắng vậy? Đó là Tony Shin sao? Anh chàng này đã gặp rắc rối với việc bán đáp án đề thi trước đây. Oh, hiểu rồi. Mai đang cố để mua bài tập về nhà. Bước đi khá mạo hiểm đấy. Bởi danh tiếng của Tony Shin không tốt chút nào. Bài luận sinh học hả? Điều kỳ lạ nhất về Tony Shin là không ai biết sao anh chàng lại ở trong tủ đồ. Thật là một tên kỳ quái. Khoan đã. Trong suốt thời gian qua, Tony Shin là Tony ở lớp của Mai. Không thể ngờ được. Mà có lẽ cũng không bất ngờ đến mức đó. Nhưng Mai chẳng hoài nghi chút nào cả. Nhưng anh chàng rõ ràng đã mua nhầm tiểu luận của môn khác. Mai, cậu phí tiền rồi. Giờ thì cậu phải mua bài luận từ bạn cùng lớp. Mai, cậu cảm thấy vui khi làm việc xấu à? Hãy cứ nộp bài đi. Rồi nhận con điểm mà cậu không xứng đáng. Hoặc là cậu thật xứng đáng á.
Tony đã bán bài luận có lỗi sai của Mike. Rồi cậu có đòi đền bù không? Khi bạn là anh chàng giàu nhất trong trường thì khó tránh khỏi thu hút nhiều rắc rối. Giờ Rudy sẽ nói chuyện với Mai xem có kiếm chác được gì không. Không có tiền mặt sao? Tao không lấy thẻ. Thế là Mai bị lãnh một cú ngay dưới mắt. Nick không tin nổi là Mai bị đánh thâm cả mắt. Nhưng anh chàng sẽ không bỏ mặc bạn cùng phòng của mình. Một lon soda lạnh sẽ giúp làm dịu cơn đau. Cậu đặt nó lên trên mắt đi. Nick, có vẻ Mai đang cảm kích lắm đó. Mai đang gặp ngày càng nhiều rắc rối với Rudy. Có vẻ cậu ta không chỉ hiểu là Mai hết tiền rồi. Cậu ta không chịu bỏ cuộc. Nick biết cách thu hút sự chú ý của cậu ta bằng cách giữ cậu ta bằng đáp án đề thi. Rudy, nhìn nè, cậu cần cái này mà. Hóa ra Nick rất giỏi thôi miên. Yes. Nick đang chuẩn bị ra ngoài. Mai, giúp bạn mới của cậu đi chứ. Wow, có vẻ ai đó đang có hẹn nha. Mai chắc chắn sẽ giúp được cậu. Cậu phải đổi quần áo Nick à. Và Mai sẽ giúp cho cậu. Nhưng anh chàng chẳng còn xu nào cả. Nhưng cậu chàng có tính toán rồi. Cậu muốn bán đồng hồ sao? Lại là Tony Shin. Sao anh chàng cứ xuất hiện bất ngờ thế? Anh chàng không chấp nhận chiếc đồng hồ. Mai, cậu hy sinh điện thoại của mình vì Nick à. Có vẻ như cậu ấy có ý nghĩa rất lớn với cậu. Cuối cùng thì các cậu cũng trở thành bạn rồi. Nick, chuẩn bị thôi. Mai sẽ biến cậu từ ớt xanh thành hoàng tử. Nhà tạo mẫu sẽ chăm sóc ngoại hình giúp cho cậu. Để xem nào. Yeah, thế này đẹp đó. Chúng ta đã rất kỳ công cho mái tóc. Giờ việc còn lại cũng ít thôi. Chỉ cần lựa chọn một bộ đồ thật đẹp và vài nét sau cùng nữa. Nick, tự ngắm cậu đi nè. Và đây là một món quà nữa từ Mai. Một phụ kiện thời trang mà sẽ giúp cậu trong buổi hẹn hò. Mai, giờ thì cậu phải trả tiền cho nhà tạo mẫu. Và nhà tạo mẫu này thì hơi bị tham lam, nhưng vì Nick thì vẫn đáng. Hey. Thật là một thời khắc căng thẳng. Nick cuối cùng cũng đang trong buổi hẹn. Và What? Cậu không một mình. What? Mike đã tổ chức cả một chiến thuật bí mật. Okay. Hy vọng là sẽ thành công. Cậu chàng đã thành công đưa bỗng ngô. What? Giờ thì sao nữa? Mike gợi ý nên khen Lola gì đó. Chẳng hạn như khen cô nàng xinh đẹp. Nick đã nói gì vậy? Bảo cô nàng có một chiếc mũi đẹp ư? Nick, thế phần còn lại thì không à. Cậu có đang hẹn hò với cái mũi của Lola đâu. Nhưng có vẻ Lola lại nghĩ điều đó rất hài hước. May quá đi. What? Cứ thế nha, đây là thời điểm tuyệt vời để ôm cô nàng đó. Nhưng không phải ai cũng tán thành. Chui cho rằng giờ vẫn còn quá sớm. Nhưng rốt cuộc vẫn ổn hay là sớm đi? Các chàng trai thôi nào. May là Nick đã chủ động. Và cậu chàng đang làm rất tuyệt. Có vẻ như Lola cũng thích rồi đó. Một cái kết thật đẹp. Mai, có lẽ cậu không biết nhưng hôm nay là sinh nhật của Nick đó. Mai, cậu sẽ giúp Nick tổ chức tiệc chứ. Oh yeah. Đây sẽ là bữa tiệc tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Và Mai sẽ dùng đến 2 năm học guitar của anh chàng. Ký túc xá nhìn không có không khí tiệc tùng chút nào. Cái gì đã làm mất không khí thế? Cái gì kia? Anh chàng từ đâu ra vậy? Tony Shin, anh chàng thật sự ở đây để giúp hai chàng trai của chúng ta sao? Tất nhiên là không miễn phí rồi. Mai đưa ra vật cuối cùng cậu có. Tất cả vì bạn vì bè. Wow, tuyệt quá. Không biết anh chàng làm cách nào, nhưng mà anh chàng làm khá đó chứ. Bữa tiệc ổn ra phết, Tony. Nick, cậu quên mất ai kìa. Lola cũng được mời nữa. Đây là lúc Mai tỏa sáng. Anh chàng sẵn sàng khuấy đảo bữa tiệc rồi. Ai mà biết được Mai lại tài năng như vậy. Có
vẻ như các tiết học đàn đã phát huy tác dụng. Mai và Nick giờ không thể tách rời nhau. Khó mà tin được là Nick lại có thể thay đổi Mai nhanh như vậy. Nhưng dường như họ sẽ phải sớm tách ra. Ba của Mai đã quyết định là Mai đã học được bài học và có thể trở về nhà. Giờ anh chàng đã có cơ hội trở lại với cuộc sống cũ của mình. Mai sẽ lựa chọn thế nào đây? Tiền hay tình bạn? Các cậu có thích câu chuyện của Mai không nào? Cậu nghĩ anh chàng sẽ lựa chọn như thế nào? Hãy nói cho chúng mình biết ở bình luận nha. Và đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nha.